quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới hấp dẫn từ kênh Bóng Đá 365 cập nhật mỗi ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục những tin tức mới nhất về cầu thủ Công Phượng. Xin đơn gạch tên Công Phượng khỏi danh sách thi đấu. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ không góp mặt trong trận đấu giữa St. Jordan với Westland Beaveren và dạng sáng ngày 15 tháng 9, kể cả trên băng ghế dự bị. Trang chủ của câu lạc bộ St. Jordan đã đăng bản danh sách 19 cầu thủ sẽ góp mặt ở cuộc đối đầu với Westland Beaveren thuộc vòng 7 giải vô địch quốc gia Bỉ. Đáng chú ý là Công Phượng không có tên trong danh sách này. Tiền đạo quê Nghệ An vừa trở lại Bỉ cách đây ít ngày sau khi cùng đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong trận đấu đó, Công Phượng được vào sân từ hiệp 2 và có một pha bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 89. Không có tên, thi đấu ở vòng 7, Công Phượng được nhiều cổ động viên Việt Nam gửi lời động viên. Cố lên Công Phượng, chăm chỉ tập luyện rồi sẽ được ra sân. Hay kiên trì nhẫn nại và cố gắng, người Việt chúng ta thường tạo nên kỳ tích. Ở vòng 6, Công Phượng cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. So với bản danh sách 19 cầu thủ của Shin Jordan tại vòng trước, huấn luyện viên Mark Price vẫn giữ nguyên bộ khung. Tuy nhiên, ông tăng cường thêm các cầu thủ phòng ngự và chỉ giữ lại 4 tiền đạo. Trong bản danh sách này, Messi Hàn Quốc Lee Sungu cũng không được huấn luyện viên Price đăng ký thi đấu. Nhiều cổ động viên nhận ra điều này. Lee của Hàn cũng không được ra sân hay Messi Hàn Quốc cũng không thấy đâu. Si hiện có 7 điểm sau 6 trận đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, trong khi Westland Beaverend chỉ có vỏn vẹn 1 điểm và đứng cuối. Huấn luyện viên Mabrice cần duy trì đội hình ổn định để giành 3 điểm trên sân nhà trước đội khách được đánh giá yếu hơn. U22 Việt Nam sang huy chương vàng SEA Games, câu phường dễ mất suốt vì Messi thải. Quý vị và các bạn thân mến, ban tổ chức SEA Games 30 ra luật mới cho phép hai cầu thủ trên 22 tuổi dự môn bóng đá nam và thầy Park có thể sẽ không trao cơ hội cho công phường. Hồi đầu năm nay, ban tổ chức SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 ở Philippines đã công bố một thay đổi quan trọng trong quy định tại môn bóng đá nam. Đó là các đội bóng tham dự sẽ được phép đăng ký hai cầu thủ quá 22 tuổi, tức là sử dụng đội hình U22 cộng 2. Có thể thấy được những thay đổi lần này của ban tổ chức SEA Games được rất nhiều nước hoan nghênh vì trước đây điều lệ mang hai cầu thủ quá độ tuổi Olympic U23 đã được ban tổ chức các kỳ thế vận hội áp dụng từ rất lâu. Nhưng đây sẽ là một cơn đau đầu không hề nhẹ của huấn luyện viên Park Hang-seo để có thể lựa chọn được hai cầu thủ trên 22 tuổi để cùng U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30. Giải đấu này, người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng đội bóng trẻ của chúng ta sẽ chinh phục được tấm huy chương vàng vốn được chờ đợi suốt 60 năm qua. Thực tế đội U22 Việt Nam hiện tại vẫn rất mạnh nhìn qua chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp với chiến thắng một hòa, mới nhất là đánh bại U22 Trung Quốc 2-0. Điều đáng chú ý, kể từ sau vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3, U22 Việt Nam thường xuyên hiểu những trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu và Đình Trọng chấn thương. Nếu huấn luyện viên Park Hang Seo có đủ những mạnh ghép này cùng với những tủ môn Bùi Tiến Dũng, Thành Trung, Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Triệu Việt Hưng, Hoàng Đức thì tạo thành đội hình đáng gờm. Tuy nhiên theo quy định mới, thầy bác còn được chọn thêm hai sao quá 22 tuổi. Khi ấy, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Công Phượng, sinh năm 1995 là cái tên từng được nhắc đến nhiều nhất. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, anh có khả năng cao sẽ bị loại. Thứ nhất, anh ít thi đấu ở Bỉ nên cảm giác bóng kém, điển hình là pha sút trượt trong trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup thứ hai. Hàng công U22 Việt Nam đang khá chất lượng, sự ưu tiên có thể dành cho tuyến còn lại. Theo dự đoán, các đội bóng mạnh của khu vực sẽ bổ sung một đến hai ngôi sao quá tuổi 22 cho SEA Games kỳ này. Trong đó đội tuyển Thái Lan có thể gọi bổ sung ngôi sao số 1 đang chơi rất thành công tại Czech Đang chơi rất thành công tại Czech là Chadathip để tăng cường thêm sức mạnh. Hàng tiền vệ của Thái Lan từ đó sẽ rất mạnh trong khi hàng tiền phệ U22 Việt Nam mới yên tâm ở vị trí của Triệu Việt Hân, thầy Bắc vẫn tăng thêm sự tăng cường và không loại trừ Tuấn Anh sẽ được chọn. Chính Tuấn Anh là người đã bắt chết Chanda Tiếp khi Việt Nam hòa Thái Lan. Tuấn Anh là cầu thủ thoát racing tốt nhất Việt Nam hiện nay và huấn luyện viên Bắc Hà So rất cần anh trong chiến dịch chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30. Khi có cặp Tuấn Anh Việt Hân ở giữa, Quang Hải hoàn toàn dồn sức cho mặt trận tấn công nếu định trọng kịp thời bình phục chấn thương và lấy lại được phong độ trước SEA Games thì thầy Bắc sẽ bớt đi nỗi lo ở vị trí trung vệ nhưng ngược lại thầy Bắc sẽ có thể tính tới việc gọi Quế Ngọc Hải hoặc Duy Mạnh lên đảm bảo cho hàng thủ ba người. Đại gia Thái Lan chưa mộ công phượng, có rời Sichuan cứu vãn sự nghiệp. Công phượng khiến những người yêu mến anh lo lắng thực sự. 2019 trở thành một năm đáng buồn với tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam, và trận đấu với tuyển Thái Lan vừa qua càng khiến nỗi lo ấy thêm lớn dần. Công Phượng mắc kẹt ở công Phượng đã khởi đầu năm 2019 một cách hoàn hảo. Ở Asian Cup 2019, Phượng đã thực sự nở hoa, giúp đội tuyển Việt Nam lo vào top 8 đội mạnh nhất giải đấu châu lục. Anh ghi hai bàn thắng vô cùng quan trọng, trong đó có pha lập công vô cùng tinh tế và lưới Jordan ở vòng knockout, cùng với một lần là tác nhân khiến hậu vệ Iraq phản lưới nhà. Thành công ấy đã đưa công Phượng đến với Incheon United trong bản hợp đồng cho mượn. Thật tiếc, đây lại không phải chuyến xuất ngoại thành công. Cho đến ngày kết thúc sớm hợp đồng với Incheon, Công Phượng không ghi nổi bàn thắng nào ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K-League. Và giờ thì cả Shin cũng trở thành nỗi thất vọng với cá nhân Nguyễn Công Phượng. Sau 3 tháng, tất cả những gì anh có, 20 phút ra sân cùng đội bóng bỉ. Và dĩ nhiên chừng đó là không đủ cho cầu thủ đến từ Hoàng Anh Gia Lai. Nhìn rộng ra, Nguyễn Công Phượng đã tịt ngòi trong 13 trận liên tiếp. Lần cuối cùng người hâm mộ nhìn thấy Phượng nở hoa, đó là phát lập công đầy cảm giác với Lê Jordan ở vòng 1-8 Asian Cup 2019, mở ra chiến thắng quả cảm của những ngôi sao vàng trong loạt luân lưu. Công Phượng có một số bàn thắng ở các trận đấu trên Incheon, nhưng đá tập thì chỉ là đá tập. Môi trường K-League Hàn Quốc hay Pro League của Bỉ, nơi Công Phượng cao 1m68 phải tranh chấp tay đôi với những hậu vệ trên m 8 thậm chí trên m 9 không phù hợp với tiền đạo người xứ nghệ. Ngay cả lối chơi đơn điệu tạt cánh đánh đầu của Incheon trước đây hay bây giờ cũng không phù hợp. Hồi hương hay đến Thái Lích Ở trận đấu vừa qua với đội tuyển Thái Lan, dù rằng trách cứ công phượng rằng anh là tăng nhân khiến Việt Nam không thể giành chiến thắng thì quá nặng nề. Nhưng mà rõ ràng, công phượng đã là có một trận đấu không tốt. Với cú sút hụt vô duyên là đỉnh điểm của sự thất vọng. Bản thân Phượng sau khi thực hiện cú sút hỏng ấy cũng rất tức giận với bản thân mình. Vừa may là đang có một đại gia của bóng đá Thái muốn chiêu mộ bộ ba của Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn. Theo tiết lộ của ông Panupong Wongsa, trợ lý huấn luyện viên Bangkok United, Phượng hứa hẹn trở thành tiền đạo mục tiêu trong trường hợp gia nhập đội đương kim Á quân Thái Lịch. Vị trợ lý Bangkok United tiết lộ, nếu có thể chúng tôi muốn sở hữu Công Phượng hoặc Văn Toàn, hai cầu thủ này có thể hình khiêm tốn nhưng lại nhanh nhẹn. Lối đá của họ phù hợp với Bangkok United. Chắc chắn chúng tôi để mắt đến họ khi kỳ chuyển nhượng tại Thái League mở cửa vào năm sau. Xét trên nhiều khía cạnh, rõ ràng công phượng nên tính tới chuyện rời sinh Sweden. Năm 2019 là một năm thảm họa của phượng. Nếu duy trì những chuyến xuất ngoại không đầu không cuối như hiện tại và phải ngồi dự bị trong hàng năm trời, sự nghiệp của Phượng chắc chắn còn đi xuống nữa và những cú sút hụt như trước Thái Lan sẽ còn xảy ra đều đặn hơn. Công Phượng chỉ mới 25 tuổi, anh cần được chơi bóng đều đặn mỗi tuần, cần duy trì được cảm giác bóng tốt nhất. Nếu không, một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại sẽ bị tàn phá. Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường bất ngờ lọt vào tầm cắm của câu lạc bộ Bangkok United. Quý vị và các bạn thân mến, tôi tin rằng Bangkok United sẽ thích hợp cho Xuân Trường. Chúng tôi cũng muốn có Công Phượng hoặc Văn Toàn, cả hai tuy nhỏ người nhưng đều nhanh nhẹn. Trợ lý câu lạc bộ Bangkok United nói, tờ Fox Sports Asia đưa tin, câu lạc bộ Bangkok United đưa công phượng Xuân Trường Văn Toàn vào tầm ngắm theo tiết lộ của huấn luyện viên Bangkok United cũng là cựu tuyển thủ Thái Lan Quan Sa, thì ba cầu thủ thuộc quân số Hoa Nhân Lai hiện nằm trên radar của câu lạc bộ mục tiêu của đội bóng này là mang về vài nhà vô địch AFF Cup cho mùa giải thách lý tiếp theo lý do Bangkok United chấm công phượng Văn Toàn Xuân Trường được Quan Sa đưa ra Xuân Trường là một cầu thủ tài năng anh không thành công ở Buriram United vừa qua do không phù hợp với chiến lược của họ. Buriram thích hợp với tiền vệ chuyên về thể chất, giống như là một kẻ hủy diệt hơn, là một cầu thủ sáng tạo. Tôi tin rằng băng United sẽ thích hợp cho Xuân Trường. Chúng tôi cũng muốn có công phượng hoặc văn toàn, cả hai tuy nhỏ người nhưng đều nhanh nhẹn. Chúng tôi quan tâm đến họ cho kỳ chuyển nhiều phía trước. Băng cốc United là Á quân Thác Liếp 1 mùa 2018. Đây là đội bóng mà những tuyển thủ Thái Lan như là Manuel Pee, Cristian đổ hay là Santa Quat Desmit đang thi đấu, câu lạc bộ thủ đô Thái Lan có hàng phòng ngự tốt. Mùa giải 2018, họ thủng lưới ít thứ hai chỉ sau đương kim vô địch Buriram United. Mùa này họ là đội thủng lưới ít thứ ba sau hai đội đầu bảng Buriram và Chiang Rai. Sức tấn công của Bangkok United đang dựa chủ yếu vào tiền đạo người El Salvador Nelson Bonilla. Chân sút 28 tuổi có 16 pha lập công tại Thái một mùa này chiếm hơn 1 phần 3 tổng số bàn thắng của Bangkok United. Việc bổ sung những tiền đạo như công phượng Văn Toàn được Fox Sports tin là sẽ sang sẻ bớt gánh nặng cho Bonilla. Được biết là ông Pandubon 35 tuổi, đang chính là trợ lý cho huấn luyện viên Bangkok United. Ông từng là thành viên của tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 3-1 ở AFF Cup 2012, giải đấu thầy trò Phan Thanh Hùng bị loại từ vòng bảng tại AFF Cup năm đó. Panubon được bình chọn vào đội hình hay nhất của mùa giải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được kênh bóng đá 365 cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.